Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, quân đội Ukraine đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với đánh giá nêu trong tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị dò dỉ. Ukraine cách đây 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng không phải là Ukraine bây giờ xét về sức mạnh của họ để tiến hành một cuộc phản công và đối phó với Nga. Washington Post dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3 tháng 5. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát bất chấp các thách thức quân sự. Nói cách khác, theo ông Blinken, Ukraine đang có vị thế để phản công tốt hơn nhiều so với đánh giá đưa ra trong tài liệu mật của Mỹ bị dò dỉ gần đây. Ông Blinken giải thích các tài liệu mật đề cập đến các thách thức quân sự mà Kiev phải đối mặt, bao gồm vấn đề triển khai và duy trì lực lượng chỉ phản ánh quan điểm vào thời điểm cụ thể và điều này không phải là bất biến. Đầu tháng 4, truyền thông Mỹ đưa tin, hàng loạt tài liệu mật tình báo của Mỹ đã bị phát tán trên các mạng xã hội như Twitter, Telegram. Ước tính khoảng 100 tài liệu mật dưới dạng ảnh chụp bị dò dỉ. Tài liệu chứa thông tin nhạy cảm liên quan đến Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và cả các đồng minh thân thiết của Mỹ như Hàn Quốc, Israel. Tuy nhiên, phần lớn tài liệu đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tài liệu cho thấy, giới chức Mỹ hoài nghi về khả năng Ukraine đạt được những lợi ích đáng kể trong một cuộc phản công sắp tới, cũng như khả năng của Kiev trong việc tiếp tục phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Một tài liệu chỉ ra những thiếu sót lâu dài của Ukraine trong huấn luyện và cung cấp đạn dược có thể sẽ cản trở tiến độ và làm trầm trọng thêm thương vong trong cuộc tấn công. Một tài liệu khác mô tả chi tiết tình trạng không khả quan của hệ thống phòng không Ukraine. Cụ thể, theo đánh giá, khoảng 89% hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Ukraine được tạo thành từ các hệ thống SA-10 và SA-11 thời Liên Xô có thể sớm cạn kiệt. Ukraine ngay lập tức đã phản bác thông tin trên, cho rằng vụ dò dỉ là một phần trong chiến dịch phát tán thông tin sai lệch của Nga. Về phần mình, trả lời phỏng vấn Washington Post, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh, phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí và các khóa huấn luyện. Ông tin tưởng rằng Kiev sẽ thành công trong việc giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ Nga. Giới chức Ukraine khẳng định quân đội nước này đã sẵn sàng phản công sau khi tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây. Hàng chục nghìn binh sĩ cũng được phương Tây huấn luyện. Mặc dù vậy, thời điểm và mặt trận phản công cụ thể chưa được tiết lộ. Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công ở Bakhmut, miền đông với nhân lực và đạn dược không giới hạn. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.